Dạ, Tú Siêu Quỳnh Vũ xin chào cô chú anh chị. Hôm nay thì em sẽ lên video vào buổi chiều và sau này thì em sẽ có thay đổi giờ giấc là em sẽ lên video chính thức sẽ vào buổi chiều. Chỉ ngày nào có hai video thì em sẽ có lên thêm vào buổi sáng ha. Rất là mong sẽ luôn nhận được sự ủng hộ của cô chú anh chị. Rồi em tiếp tục công việc. Một em đầu tiên em giới thiệu là một em màu ruốc. Em này cái size là cái size đẹp mấy chị, cái size rất là vừa ha. Độ mới em này cũng cao lắm nhưng nó cũng có những cái vết trầy đậm đậm da thôi, không thấy trầy da ha. Có đậm đậm cái phần quai dây này mấy chị ít thôi ha. Đây, da thì mướt đẹp hết trơn, hai mặt da thì rất là đẹp luôn. Cái tác hiệu còn sáng trưng luôn nè ha, màu đen. Chữ gì đây? Chữ K. Rồi gốc này mấy chị sẽ có xíu xíu thôi ha, chút xíu à. Đấy, túi đẹp nè, mặt này là da thật là đẹp luôn, không có lỗi da, hai mặt da sẽ không có lỗi bên hông. Rồi ở đây nó có đậm đậm xíu nè mấy anh chị, có vài vết đậm đậm nhỏ thôi ha, nhưng mà phơm đẹp quá. Màu là cái màu ruốc nhạt nhạt ha. Bản dây là 1,5 phân, dây là dây khóa rời, khóa còn sáng trưng luôn ha, khóa là màu đen, dây zin mấy anh chị, có tăng giảm rồi có thể là tháo rời rồi ha. Em này phơm đẹp quá trời luôn. Mặt sau sẽ có một ngăn khóa kéo ha, đầu khóa là còn siêu luôn này ha, chưa tháo. Bên trong là có khóa kéo miệng và một ngăn. Đây bên trong là lớp vải phi màu đen. Em thấy còn rất là sạch này ha, vải phi. Một cái hiệu cái gì đây nè, cái ti gì đó mấy anh chị ơi. Cái tát hiệu nè, Kati. Rồi một cái khóa còn sáng lắm nè. Một ngăn phụ sâu đến đáy, cái ngăn phụ rộng. Ở bên đây là một ngăn nhỏ nhỏ nữa. Có thêm một cái ngăn giữa. Một khóa nữa nè, khóa đồng bộ. Rồi em này vải lót em thấy sạch đẹp nha. Đây, rất là sạch luôn. Rồi một khóa chính. Rồi cái khóa chính cũng chưa có tháo siêu luôn nè mấy anh chị ơi. Em này nó mới tinh nha. Rồi size nè, size thật là đẹp luôn. Phơm còn đứng phơm. Ngăn này sâu đến đáy, vải lót sạch lắm. Đây, rồi em này độ mới chắc cũng khoảng 90% trên nha mấy anh chị. Đẹp ghê nè ha. Đây không độ phơm nè mấy anh chị, có phơm túi nó đẹp, nó mới như vậy. Cao là 21 ngang 29, dày 9 phân. Em bán 370 mã 278. 370 mã 278. Em qua mẫu. Tiếp theo một em này phối màu đẹp quá trời luôn ha. Cái phơm dáng em này cái kiểu rất là lạ luôn mấy chị ơi. Này là mình chỉ xách tay thôi. Màu nâu với cái màu này là cái màu gì thì xanh, là xanh đậm mấy chị ơi, xanh lá đậm luôn á. Xanh giống như hơi riêu riêu luôn. Em này cái bản da em này đẹp lắm. Ồ ôi cái chỗ này nó có cái gì đây? Cái này là gì, là chỉ là cái kiểu thôi ha, không không có làm gì hết trơn á. Khóa là cái bản da luôn nè ha. Em này cái da nó mềm xèo à. Rồi ở đây, ôi kiểu này đẹp lắm mấy chị ơi. Rất là rộng luôn ha. Em này em thấy da đẹp lắm nè. Da dòng da mềm xèo luôn. Rồi độ mới cao nha ha. Da em không thấy trầy khờn ha. Không có vết đậm nhạt gì hết trơn, gốc à, đẹp hết luôn. Em này mới lắm luôn. Bản dây này là khoảng 2,5 phân ha, da dày cui ha. Cái phần da này em cảm thấy cái phần da màu xanh này nó sẽ dày dặn hơn cái phần da màu nâu. Rồi khoen khóa thì sáng ngời ngời luôn, kiểu đẹp quá luôn. Ủa cái dây kéo này để làm cái gì đây? Chắc cái kiểu thôi quá. Rồi mình chỉ xách tay như thế này thôi. Ngay chỗ này nó cũng lạ lạ nữa nè mấy chị. Ở đây nó sẽ có một cái khóa kéo ha. Rồi ngay chỗ này nè là có cái nút hình 500. Bóp lại cái miệng túi nó duyên ghê luôn. Rồi bên trong cái khóa kéo này nhỏ xíu à. Rồi đây cái nút hình 500. Rồi cái khóa là để khóa rời ra được. Đây bên trong, rồi đây mấy anh chị coi bên trong rộng vậy nè ha. Đó, nó muốn vuông vuông luôn nè ha. Lót ra vải phi. Vải phi màu vàng, cái vải phi này thì nó sẽ mỏng mỏng thôi. Ủa nó sạch trơn hà, mới tinh. Cái hiệu này, để em coi cái hiệu này em nhớ hình như giống như của Pháp mà phải. Đây nè ha, cái hiệu nó chữ nó vậy nè, hơi hơi bị khó nhìn á. Rồi để em ghi sao đi ha. Cái gì? Hashibani gì đó mấy anh chị ơi, Hashibani. Cái tát hiệu đẹp ghê luôn nè. Ở đây lại thêm một cái tát nữa nè mấy chị, anh Moni gì đó ha. Rồi một khóa, khóa cũng là cái khóa hiệu luôn nè. Một khóa. Khóa phụ này nhỏ nhỏ thôi. Khóa nhỏ xíu à ha. Cái khóa này thì sẽ không có sáng thôi. Bên đây cũng là một ngăn thôi ha. Em thấy vải lót sạch dữ lắm. Miệng túi gì nè. Cái kiểu này nó lạ ghê luôn. Đây, rồi, cái khóa kéo nhỏ nhỏ vậy nè. Đây, một ngăn. Rồi, em chỉ cái nút hít nó tự hít lại như vậy nè ha. Đó, khi mình bỏ độn ra thì cái phơm túi nó như vậy.
nó mềm xèo như vậy ha. Mà cái này là đựng đồ nhiều nhiều vô thì nó đẹp hơn là khi mình bỏ ra như vậy ha. Cái phơm nó là cái da mềm mấy chị, nó sẽ rủ rất là rủ túi luôn ha, mềm xèo luôn nè. Rồi để gấp xe là vô tư. Để em coi cái dây kéo này coi. Ủa sao không có mở được mấy chị ơi, cái kiểu thôi nha ha. À người ta làm chết rồi ha, không có mở được ha, kiểu thôi. Hai bên rồi ha, hai đầu khóa em này còn nguyên zin nè mấy chị, da rồi ha, dây da rồi này kia. Rồi khoen khóa thì còn sáng ngời ngời luôn nè ha. Rồi đẹp lắm em này, nó mới tinh nè. À. Mà cái kiểu này nó lạ nhưng mà nó rất là hay, chỗ là cái phối màu đẹp quá. Cao 25 ngang 21 dày 18, em bán 350 mã 273. 350 mã 273 mới tinh luôn á. Rồi cái dòng da em này nó láng dữ lắm luôn ha. Đây. Rồi nhẹ túi nha mấy chị. Đây tiếp theo em này quá trời đẹp luôn nè mấy chị, màu đỏ hồng ha. Mà cái này nó hồng nhiều hơn đỏ. À em này là dòng da mộc. Rồi cái hiệu em này đây. À, nhũ vàng nhỏ nhỏ trên này ha. À em này là mình có thể là mình đeo đeo vai và mình đeo đeo ngang 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 lưng á mấy chị nè. Ở đây nó sẽ có hai cái miếng da chỗ này ha. Rồi mình sẽ tháo ra cái dây này, nó sẽ tháo ra làm sao đây. À đây mình sẽ bung cái này ra thôi ha. Rồi mình luồn qua để mà mình đeo ngang như vậy. Đeo như vậy. Rồi, như cái bao tử vậy đó ha. Rồi độ mới em này cao da mộc mấy chị, nó có một vết cấn nhẹ nhẹ ở đây ha. Đây, rồi da đều màu hết trơn nha, màu rất là đẹp luôn. Phơm dáng em này nè mấy anh chị cũng còn rất là đẹp. Đây cái dòng da bên hông này ha, đây nó sẽ bóng hơn ở ngoài ha, hai mặt. Rồi bên trong nó đẹp ghê luôn nè. Mặt sau đẹp hết nha, mặt sau sẽ không có một vết trầy nào hết trơn. Bán dây này là khoảng 2 phân cứng. Rồi nó mới nè mấy anh chị, có giá mướt đẹp nè. Em này độ mới rất là cao luôn ha, khoen khóa còn sáng trưng luôn nè. Cái dây nó sẽ ngắn ngắn thôi, đeo vai thôi. Bên trong là một cái nút bấm. Trời ơi, bên trong nó đẹp ghê luôn. Đây bên trong, ồ đẹp dữ lắm luôn. Ở đây nó sẽ có hai cái ngăn để thẻ. À một ngăn to, một cái ngăn nhỏ. Rồi đây thì mình chỉ cái dây này ha, đó, mình có thể tháo ra mình luồn y như là cái bên đây vậy nè ha. Độ mới cao em này size rất là dễ thương, điện thoại được nha mấy anh chị. Nhưng mà em này nó sẽ mỏng cái phần này thôi, nó có 3 phần thôi ha. Mỏng. À để vẫn được hai cái điện thoại, ba cái điện thoại luôn nha. Rồi điện thoại vô tư ha, một ngăn lớn. Một ngăn nhỏ, lót vải nhung màu xanh mấy chị, đẹp dữ lắm cái phần vải lót nha. Đây màu xanh vậy nè, rất là đẹp luôn, mới tinh luôn. À không có ngăn phụ nào nữa hết trơn. Ở bên trong em này giống như chưa sử dụng nha mấy chị, nó đẹp dữ lắm luôn. Cái ngăn này nó sẽ mỏng mỏng thôi, không có ngăn ngoài. Rồi em này size cực kỳ xinh, rất là dễ thương. Em này phơm dáng trẻ trung, rất là thời trang luôn nè. Cao là 14 ngang 20 dày 3 phân, em bán 308 mã là 277. 308 mã 277. Rồi tiếp tục anh chị. Tiếp theo là một em túi điện thoại. À phơm nó là cái phơm ngang ha, được hai khóa kéo miệng. Trời ơi cái màu đẹp nè mấy anh chị ơi. Này ha, người ta sẽ phối nhiều màu. Để em coi cái mặt này, 1 2 3 4 5 màu. Rồi khác nữa nè ha. 5 màu rồi đây mấy chị ơi, khác màu hết trơn luôn. À nó chỉ có hai màu này giống nè. À rồi tổng cộng em này sẽ là 8 màu hay 5 màu, đây 1 màu, 2 màu, 3 nữa là 8 màu. Rồi đẹp quá. Rồi ở cái phần màu nâu nữa là 9 màu luôn. Ở bên đây nữa, trời ơi nhiều màu lắm luôn. Nè hai bên đây sẽ khác nữa nè ha. Rồi em này size cực kỳ dễ thương nè, điện thoại vô tư mấy anh chị ha, hai phát kéo. Rồi dây là dây xích, dây này là dây bông lúa. Rồi cái dây này nó dày cui luôn ha. Đồ mới em này, cái dây xích này thì chừng 85% thôi nha mấy anh chị ha, không phải là sáng rực rỡ nha. Đây bản da cái đầu khóa em thấy còn mới đẹp lắm nè. Rồi em này độ mới cao ha, da sẽ không có một cái vết lỗi mấy anh chị, gốc gác thì đẹp hết luôn. Nhỏ nhỏ xinh xinh, đẹp hết ha, không có lỗi. Hai đầu khóa. Đây bên trong hai ngăn, lớp vải dù nó mới tinh như thế này. Một ngăn này sẽ có là cái khóa phụ. Một khóa vải dù nha mấy anh chị ha. Rồi bên đây sẽ một ngăn thêm một ngăn nhỏ nữa. Rồi cũng đầy đủ hết trơn luôn. Mới tinh luôn. Dòng da mềm mấy anh chị ơi, nhưng mà phơm còn đẹp ha, túi sẽ không có đủ túi. Phơm ngang, rồi đẹp lắm luôn, không có một vết lỗi nha mấy anh chị, da bóng ngời ngời luôn nè. Đây, ôi cái màu nó đẹp quá, dễ thương quá. Em này là cao là 11, ngang là 20, em bán là 350 mã 327, 350 mã 327, độ mới cao, mới tinh luôn. Em tiếp tục điện thoại được hết nha mấy anh chị. Một em màu đen cũng là túi điện thoại mấy anh chị ha. Em này được cái là quá trình ngăn luôn. Rồi ngăn nhiều lắm ha. Nicoli, à, hàng Ý. Rồi cái khóa của cái hiệu này sẽ luôn luôn là như vậy. Cái khóa này không đẹp nha mấy anh chị. Nó sẽ có tróc nè. Ở trên đấy nó tróc tróc này ha. Đó, mặt sau cũng vậy nè. Nó trầy khờn hơi bị nhiều. Cái khóa không đẹp, da thì không vấn đề.
đây Nicoli Italy. Rồi đây mình chị gốc ôi gốc gác gì được hết trơn nha, da sẽ không có bị cũ, nhưng mà khóa thì có bị trầy khờn ha. Rồi gốc sẽ không có trầy khờn, da mặt sau nè không có vết nè, mặt trước cũng vậy không có một vết. Dây quay là dây zin, rồi da nó dày lắm anh chị ơi, dây zin có tăng giảm ha. Rồi cái khóa này thì cũng có bị trầy khờn nhưng không có bị tróc màu, dây có tăng giảm, vai chéo gì đều được hết trơn. Hai ngăn mặt sau sẽ có một ngăn nữa, một khóa chính đây bên trong. Vải phi bóng anh chị ha, vải phi bóng in hiệu hãng, vải hãng đây sạch đẹp nè ha, tách hiệu Nicoli. Rồi một ngăn phụ, ngăn này sâu đến đáy sạch sẽ em này. Bên trong một khóa bên trong là cái khóa cũng là cái khóa hiệu nhưng mà nó sẽ khác cái mẫu khóa này. Rồi một khóa chính ha. Rồi ở đây sẽ có một hai khóa phụ nữa đây nè, lót sạch đẹp lắm anh chị ơi, còn mới tinh nè ha. Đây rồi vải lót thì không có vấn đề, không có một tí dơ nha. Hai ngăn phụ bên đây sẽ có một ngăn nữa. Cái khóa này với lại cái khóa tổng sẽ giống nhau. Rồi em này tới ba lựa khóa lần ha. Đây hai cái khóa này sẽ không có hiệu, cái khóa chính giữa ít khóa phụ bên trong có hiệu, một ngăn phụ. Rồi ngăn này sâu chừng tới đây thôi. Em thấy nó sạch đẹp cái phần vải lót nha, da thì em cũng không có thấy bị lỗi da gì hết trơn, chỉ duy nhất là cái khóa nó sẽ không đẹp thôi. Ở đây nè, cái khóa bên hông nó cũng vậy nè ha, đây nó sẽ có bị tróc nè mấy anh chị ha, nó sẽ bạc màu. Rồi size cực kỳ dễ thương, quá trời ngăn luôn, size đẹp lắm luôn, da xịn. Em này là vuông 20 luôn á mấy anh chị ha, dày 6 phân, em bán là 330, mã là 270, 330, mã 270. Em tiếp theo là một em túi dù phối da ha. Em này là của Samji của Korea. Cái màu đen này là dù, cái màu nâu này là da, cái phần này, cái này là cái gì ta, cái này là giống như là vải dù luôn, vải dù caro ha. Em này độ mới cũng được lắm nè, cái dòng da màu nâu là cái dòng da mềm xèo à. Gốc để coi gốc có bị khờn mấy anh chị nè, gốc có bị khờn cái đường viền thôi nha ha. Cái chỗ này đẹp nè, cái phần da màu nâu này còn đẹp, nhưng mà dòng da này nó mềm dữ lắm luôn. Đái túi nè, ôi đái túi thẳng băng luôn ha. Đây nè, cái dòng da màu nâu này mấy chị, nó mềm xèo luôn ha. Đây nè, rồi em này cái form đẹp quá trời luôn nè, mình đeo vai, cái size rất là dễ thương nha mấy chị ha, phối cũng đẹp nữa nè. Khoen khóa thì được thôi ha, không phải là sáng trưng, 85% dập hiệu trên này. Cái phần dây này á, màu nâu này là nâu đậm, dòng da mềm. Rồi cái dây người ta sẽ vấn bính như thế này ha, cái này là cái bản khoảng là 2,5 phân. Em này kiểu đẹp, mặt sau sẽ có một khóa chính nè. Đây bên trong lớp vải màu nâu mấy chị ơi, sạch đẹp dữ lắm ha, không có một vết dơ. Rồi cái tách hiệu, cái miếng tách da luôn nè, một khóa này sâu đến đáy luôn, cái ngăn phụ rất là rộng. Vải này vải gì đây, trời ơi vải này im ru à mấy chị, vải kaki dày cui im ru, vải kaki màu nâu. Bên đây một ngăn lớn một ngăn nhỏ ha, em này là không có một cái vết gì luôn. Rồi khóa cũng là cái khóa hiệu mấy anh chị ơi nè, khóa đồng bộ ha, khóa hiệu hết nè. Mặt sau sẽ có một cái khóa nữa, ôi sạch đẹp dữ lắm luôn ha, vải lót dày dặn sạch đẹp, em này dễ thương quá trời luôn. Rồi size cực kỳ dễ thương, đeo vai vậy nè mấy anh chị, đẹp quá. Cao là 18, ngang là 24, dày 11, em cũng bán 330, mã là 274, 330, mã là 274. Rồi quên em chưa nói cái phần dù. Cái dù này đẹp lắm. Đây, dày dặn đẹp lắm ha, rất là dày luôn. Cái dù này nó đứng vải nè. Rồi em sẽ qua mẫu. Một em xách tay vải nha mấy anh chị. Cái này là cái vải gì đây? Vải dù mấy anh chị ơi, phối với lại da màu nâu ha. Phụ kiện em này còn rất là đẹp luôn nè, cái logo hiệu đẹp lắm. Đáy túi là cái bản da màu nâu, em này độ mới cao mấy anh chị ha. Cái này là vải dù nè, láng o luôn. Cái phần quai dây em này nè, form cũng còn rất là đẹp. Ở đây người ta sẽ làm cái khung ngay chỗ này ha. Đây cái quai của em này nó như vậy. Da đẹp ha, độ mới cao, không có một tí lỗi nha mấy anh chị. Form nè, còn cứng ngắc form luôn. Mình chỉ xách tay thôi. Có một cái nút hít miệng. Đây bên trong em này là mẹ bồng con ha. Đây là một cái ví da luôn nha mấy anh chị ha. Rồi cái khóa cũng là cái khóa hiệu, trời ơi nó đẹp nè ha. Em này nó mới dữ lắm luôn, khóa vàng tươi luôn. Một khóa, ở trong là lót vải dù. Rồi khóa nhẹ tơn luôn mấy anh chị, mới tin cái ví ha. Bên trong cũng là lót vải dù màu nâu sạch trơn luôn.
Rồi em này nè mấy anh chị, đường may rồi kia ở bên trong nè, sắc sảo lắm, rộng. 1 ngăn, 2 ngăn. Bên đây là sẽ có một cái khóa nữa. Rồi em này nó mới dữ lắm nè mấy anh chị, còn giấy luôn nè ha. Còn giấy, còn gói thuốc ẩm này chị trong này luôn đó nè. Một khóa, ở đây có cái tát. À cái hiệu này là giống như của Pháp nha mấy anh chị ha, cái tên này nè. À rồi, ở đây nó sẽ có cái code gì đây nè. Rồi đây nè sẽ có cái gì đây. À đây là mắt in China. Rất là rộng bên trong và rất là sạch sẽ, mới tinh. À cái này là nó chỉ rời luôn nha mấy anh chị, nó sẽ không có cái dây để mà bấm vô trong đây ha. Mình thường mình sẽ thấy như vậy ha, nhưng mà em này nó rời hẳn luôn. Rồi khóa khỏi vàng ánh như vậy, mới dữ lắm. Rồi phơm của em này nó như vậy, không có độn phơm, nó vẫn cứng phơm, mới tinh luôn á. Cao là 23, ngang miệng là 36, ngang đáy là 20, dày 17, em bán 350, mã là 527, 350, mã 527, em qua mẫu. Tiếp theo một em màu vàng bò, em này cũng là cái size nhỏ nhỏ xinh xinh. À, bản dây, dây là dây zin ha, dây có tăng giảm nè. Rồi khóa còn vàng đẹp mấy anh chị, có bị trầy khờn nhưng mà còn vàng, không có bị tróc màu ha. Bản dây này là 1,5 phân. À, dây là dây dính liền. Rồi khoen khóa còn được, da còn rất là đẹp. Hiệu đây Victoria gì đây, chữ này là cái chữ gì khó nhìn chết luôn. Rồi gốc sẽ có bị đậm đậm mấy anh chị ơi ha. Rồi gốc có bị đậm đậm, da thì rất là đẹp. Rồi em này cái màu sẽ đều hết nha mấy anh chị ơi, không có bị đậm nhạt gì hết trơn ha. À, cái gốc này ha, không có bị trầy khờn, em chỉ thấy là nó có sẽ có đậm đậm xíu xíu thôi. Rồi da đẹp lắm ha. Bên hông sẽ có một cái ngăn, à có một cái ngăn thôi, có cái nút bấm này ha. Cái này là da, bên trong này là da. Ở mặt sau sẽ có một cái khóa, ở đây sẽ có một ngăn nữa. Rồi một cái nút bấm. Đây bên trong, lót vải màu nâu mấy anh chị ha. Vải dù màu nâu, sạch sẽ nè. Sẽ có một ngăn phụ. Cái ngăn phụ bên trong là lót cái vải khác, có cái chữ. Chữ gì đây, nô gì đây, signal gì đó không biết nữa. Đây nè mấy chị ha, khác cái vải kia. À, ngăn phụ sâu đến đáy và rất là rộng. Ngăn này là cái ngăn chính ha, có khóa kéo miệng. Ồ, khóa nhẹ tơn ha. Khóa em này, ở đây nó cũng có, à cái hiệu Italy mấy chị ơi. Cái khóa này thì y chang nhưng mà lại không có để hiệu Italy ha. Còn cái khóa này lại có. Rồi ở đây sẽ có một ngăn nữa. Lót vải sạch sẽ lắm ha, cái ngăn này nó rộng ghê nè. Đây là mấy chị, nó sẽ có cái bên hông này ha. Một ngăn khóa đồng bộ hết. Rồi ngăn này sâu đến đáy mấy anh chị. Rồi em này màu đẹp mấy anh chị ơi, độ mới cao lắm ha, da rất là đẹp luôn. Màu sẽ đều hết nha mấy anh chị ha, không có bị đậm nhạt màu gì hết trơn. Ở bên hông nè, cái ngăn này á, cái này là da màu nâu ha. Ở trong là cái vải giống như cái mặt chính. Một nút bấm, rồi nút cứng mắt à. Rồi em này, ở đây có một cái nút bấm miệng, rồi có khóa kéo miệng luôn. Em này màu đẹp, size đẹp. Cao là 20, ngang 21, dày 6 phân. À, em bán là 350, mã là 272. 350, mã 272, em qua mẫu. Rồi tiếp theo là một em canvas phối với lợi da. À, em này là mấy chị mình nhìn nó giống như là ba lô ha, nhưng mà không, là đeo thôi, đeo vai đeo chéo. À, cái kiểu là rút miệng, canvas phối với lợi da. Cái phần canvas này là màu nâu. Rồi cái phần da này là màu đen. Cái phần da này ở đáy túi nó mình thấy nè, cái bản da nó mềm mấy chị, nó mềm xèo luôn ha. Nó sẽ có nhăn nhăn da. Gốc thì không có bị trầy khờn nè, đáy túi. Da đẹp hết nha mấy chị á, nhưng mà chỉ thấy là có nhăn nhăn da thôi, sẽ không có trầy khờn ha. Rồi nó mềm dữ lắm. Cái canvas này rất là đẹp nè. Khóa, à cái khóa của em này có bị nhạt nhạt màu nha mấy chị ha, không có sáng. Bản dây này là khoảng 2 phân. Rồi cái khóa của nó về nè mấy chị, nó sẽ có bị tróc tróc cái gốc một chút xíu nè ha. Ở đây cũng vậy, có nhạt nhạt. Dây này có tăng giảm, rồi để vai đeo chéo đều được. Dây là dây dính liền. Ở đây sẽ có một ngăn, có khóa kéo. Rồi chỉ một ngăn mặt trước thôi. Cái tách hiệu của em này ở đây là mấy chị, cái phần này người ta sẽ chạy cát ha. Rồi tách hiệu Elkanto. Bên trong rút miệng. Đây bên trong lót vải hãng này mấy chị, nó sẽ y như thế này nè ha, cái logo hiệu nè. Ôi sạch đẹp dữ lắm. À sâu nữa nè. Đây một cái khóa, khóa IKK.
ngăn này cái ngăn phụ sâu đến đáy luôn mấy anh chị, vải dù ha, vải dù rất là dày dặn nè, bên trong cũng vậy ha, sạch đẹp dữ lắm. Cái tách hiệu này sẽ có bị mờ mấy anh chị ha, bị mù mờ luôn á, không mới, chỉ một cái khóa thôi, miệng túi sạch đẹp hết nha mấy anh chị ơi. Cái phần da màu đen, cái phần miệng túi sẽ có bị trầy nha mấy chị ha, trầy nhẹ nhẹ thôi, góc này bị nhiều một chút xíu nè ha, có bị trầy khờn cái phần da không mới ken. Rồi dây như vậy em này phơm được cái là rất là đẹp nè. Rồi cái ngăn này, ngăn này nè cũng rất là rộng, có khắc kéo ha, em thấy vải lót sạch đẹp hết nè, khá là cái phần da màu đen. Rồi bên hông sẽ không có ngăn, cái túi này rất là nhẹ mấy chị ơi. Rồi sao nó nhẹ nhàng dữ lắm luôn ha, đây nè đẹp hết nha. Rồi màu nè ha, cái phơm em này cũng rất là đẹp, cái đường viền là da nha mấy anh chị ha. Mặt sau sẽ có một cái khóa nữa nè, à cái này là mình có thể lấy đồ từ mặt sau ai chứ không phải là cái ngăn. Rồi phơm em này cứng nhắc như thế này, đây đẹp ghê, size trung mấy anh chị, cao là 30, ngang là 24, dày 10 phân, em bán 330, mã là 627, 330, mã 627. Đây, rồi tiếp theo, đây tiếp theo một em này phơm sang mấy anh chị, phơm mỏng, tắc ba si ha, em này là mình chỉ đeo vai thôi, đeo vai là sang nhất thôi mấy anh chị ha, phơm em này lạ lạ, rồi da đẹp cực kỳ luôn, không có tì vết luôn ha, bóng ngời ngời như thế này, gốc sẽ có bị khờn gốc một xíu, gốc bên này hình như không thấy luôn nè, rồi khờn rất là nhẹ mấy anh chị, đá túi là đẹp hết trơn ha, bên hông. À, em này là mấy chị nguyên một cái miếng da như thế này nè ha, đây sẽ từ bên này nè ha qua tút trên bên này luôn, mặt trước là da hết trơn, không có điểm nối gì hết trơn. Dây bản to 3,5 phân, không có một tí lỗi, mặt sau sẽ có một cái ngăn phụ, bên trong đây, bên trong lót vải màu nâu nhạt mấy chị, in hiệu hãng coi nó đẹp nè ha, nó mới tinh nè. Đây rồi còn vàng ánh luôn, không có một vết dơ nha mấy chị, sạch đẹp dữ lắm. Một ngăn phụ, ngăn này sâu chắc chừng 2/3 túi. Rồi cái tách hiệu cắt ba si. Rồi miếng tét da, da vậy cui luôn. Một ngăn phụ, à đáy túi sạch sẽ hết trơn, chỉ một ngăn phụ thôi, không có ngăn nào nữa hết. Có khóa số lượng, đầu khóa là cái bảng da luôn ha. Da này nó dày dữ lắm nè mấy chị, coi cái khoa này, nguyên một khúc da luôn ha. Rồi em này phơm nó sẽ mỏng mỏng như thế này. Một ngăn mặt sau nữa nè, sâu đến đây. Rồi đến đây thôi mấy chị, chưa đến đáy ha. Đây coi cái vải này nó đẹp vậy nè mấy anh chị, trời đẹp ghê luôn ha, quá trời em này. À túi lại không có nặng nha, rồi rất là nhẹ luôn, da thì em cảm thấy nó rất là dày nhưng mà lại rất là nhẹ, phơm mỏng thôi. Size to nha mấy anh chị, cao là 29, ngang là 30, gần vuông rồi. Em bé em này là 380, mã là 27W. Độ mới cao ha, mới 95% trên luôn nha mấy anh chị ha. Da này ha, không có một cái tì vết gì luôn. Đây nè, cái chỗ dây quai gì ha, nó mướt đẹp hết trơn. Cái bảng dây trên này mình sẽ thấy nó giống như là cái dòng da là dòng da khác mấy anh chị, nó sẽ có đây nè, nó nhăn nhăn da hơn vậy, nó đều hết trơn vậy ha, không phải cũ nha. Cái bảng da này vậy nè. Rồi em tiếp tục. Tiếp theo là một em màu đỏ bạc đô. Em này là có ổ, có chìa gì luôn nè mấy anh chị ha. Rồi à, da là dòng da miếng, mình chỉ xách tay thôi. Bản dây này là khoảng 2 phân, da rất là dày luôn nè, nguyên một cái miếng da nè ha. Đây rồi à, ổ chìa còn khóa được ngon lành mấy chị ơi. Em này thì độ mới nó cũng được mấy chị ha, nó có những cái vết rất là nhẹ, rất là nhẹ luôn ha, gốc sẽ có bị đậm đậm. Đây rồi ở đáy túi gần vuông hả, nhưng mà da đẹp lắm. Đây nè ha, nó chỉ là mấy chị nó sẽ khờn nhẹ chút xíu chỗ này vậy ha. Rồi ở đâu đây nè, nè đây chỗ này nữa nè, em sẽ thấy có khờn xíu. Rồi ngoài ra em thấy nó láng đẹp hết trơn ha, da rất là dày luôn nè. Ngay chỗ này nè ha, da cũng còn rất là đẹp nè, nó chỉ khờn miệng chút xíu. À màu thì đều hết nha, màu em không thấy bị đậm nhạt gì hết trơn. Ở bên trong nè có một cái cọng dây như thế này. Đây bên trong sẽ là nguyên một cái tấm da như vậy thôi mấy anh chị ha, không phải là mới ken. Ở đây mình thấy nó có à cái miệng túi mấy anh chị, cái da nó sẽ có cũ hơn so với lại cái ở phía dưới này ha, ở dưới còn sạch đẹp lắm nè. Đó, ở dưới đây còn một màu đỏ đẹp luôn, còn ở đây nó sẽ bị nhạt nhạt da xíu. Đây, cái này xỏ vô. Không có ngăn phụ gì nữa hết trơn, nó chỉ một ngăn như vậy thôi. Đây, vậy đựng đồ vô thế nó sẽ đẹp hơn ha. Dòng da này rất là dày nhưng mà lại là dòng da mềm dữ lắm nè. Đây, rồi kiểu nó như vậy nè mấy anh chị.
Cao là 21, ngang là 21 luôn ha. Dày 16, em bán là 330 mã 276. 330 mã 276. Chiều ngang chiều rộng như nhau, vuông. Em qua mẫu. Một em ba lô nhỏ nhỏ xinh xinh mấy anh chị ha. Da lộn phối với loại da mộc. Cái phần màu nâu này là da mộc ha. À, da lộn màu xanh, xanh này gì? Xanh riu riu à. Không, hình như xanh ve chai, xanh cổ vịt gì đó. Đây này mấy anh chị làm da miếng này ha. Cái màu vàng của cái da bên trong đẹp ghê luôn ha. Độ nó sáng trưng luôn ha. Cái bảng dây này là khoảng 1,5 phân. Rồi dòng da miếng. Rồi có tăng giảm đây còn nhiều nấc nữa nè ha. Khóa là cái trắng đẹp nè. Còn sáng nè. Rồi còn sáng trưng nhưng mà trắng mờ thôi. Chứ không phải là cái dòng sáng mà sáng sáng quắc rồi ha. Đây khóa nó như vậy. Rồi cái một cái khóa. Khóa cặp ha. Rồi cái khóa hàng dày thôi nè. Ở đây nó sẽ có một khóa cái miệng nè mấy chị. Da da bên trong nó sẽ là cái màu này ha. Ở ngoài nó sẽ bị nhạt màu rồi. Một khóa kéo. Đây bên trong em này thì chỉ là đựng điện thoại, ví tiền rồi mắt kính là này kia thôi mấy anh chị ha. Nhỏ nhỏ xinh xinh vậy đó. Rồi ở trong là da miếng như vậy luôn nè. Trời ơi đẹp ghê luôn nè. Ở trong màu xanh đẹp ghê luôn ha. Rồi không có lót gì luôn mấy anh chị. Ở dưới đáy túi là cái màu vàng của cái vàng này nè ha. Rồi da và da thôi ha. Rất là dễ thương luôn. Ô bên trong sạch đẹp dữ lắm. Sạch trơn luôn á. Một khóa nè. Rồi cái kiểu em này nó xinh cực kỳ luôn. Kiểu dáng xì tin. Đây nhẹ tiều tiều à. Cao là 22, ngang là 18, dày 11. Em bán là 350, mã là 27B. 350 mã 27B. Em tiếp theo là một em màu nâu đỏ ha. Em này là Ibiza hàng của Nhật mấy anh chị ha. Rồi cái da của em này á, nó đẳng cấp dữ lắm luôn. Đây là ha. À, cái hiệu này người ta sẽ hay làm những cái gì đó mấy anh chị, những bông hoa bằng da như thế này ha. Rồi miệng túi này thì hay cái kiểu như vậy. Em này là mình chỉ xách tay thôi, dòng da dày và dòng da mềm. Đây nè ha, đáy túi gốc gì đẹp hết nha mấy anh chị ha. Không có trầy khờn gì luôn. Nhưng mà cái dòng da này là mình thấy nó đáy túi nó sẽ có nhăn nhăn da ha. Đây, nó sẽ nhăn nhăn như thế này. Gốc đáy nè, mình sẽ không có thấy trầy khờn gì hết trơn. Là mình sẽ biết được đồ cũ, đồ mới rồi. Dây quai, mướt rượt và mấy chị dòng da dày và dòng da mềm ha. Mặt này sẽ có một cái bông hả. Rồi mặt sau sẽ không có bông hoa gì hết trơn. Có một ngăn nhỏ nhỏ. Bên trong là một khóa kéo chính và hai ngăn. Đây bên trong. Rồi này mấy chị, cái hiệu này á, mê nhất là cái phần lót của cái hiệu này. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi nè. Vải gấm hoa, nó đẹp, thật là đẹp luôn. Rồi nó mới tinh nè. Ở đây sẽ có một cái khóa có IKK, một ngăn phụ. Ở đây, à đây mấy chị, cái này đáng lẽ là sẽ cột ở bên ngoài ha, hiệu nó nè ha. Ngăn phụ sâu đến đáy, cái ngăn này rất là rộng luôn. Ở bên, à sẽ không có ngăn nữa, một ngăn thôi. Để em coi cái vải lót nó coi. Rồi nè mấy chị, vải coi nó đẹp về nè ha. Quá trời, người ta làm theo cái tông của túi ha, cái vải, cái hoa. Rồi em bỏ vô đây. Một ngăn chính khóa nhẹ tơn ha, khóa là khóa IKK. Rồi, ở đây sẽ một ngăn nữa, sạch đẹp dữ lắm. Đây, hai ngăn, sẽ không có ngăn phụ mấy anh chị ha. Rồi, để em nhìn cái da em này nè mấy anh chị, cái da này ha. Với lại, ở bên ngoài em sẽ không có thấy sự khác biệt nhiều ha. Ở trong thì em sẽ thấy da nó sẽ láng hơn chút xíu. Ở bên ngoài mình sẽ thấy nó nhăn nhăn da hơn. Đây là một ngăn nhỏ nhỏ nữa, là da miếng. Trời ơi, nó đẹp nè mấy anh chị ha, không có lót. Em này nó xịn dữ lắm, cái hiệu này á, em phái cái phải giải lót của nó nhất luôn. Cao là 20, ngang là 29, dày 12.5. Em bán 400, mã là 427. 400, mã là 427 ha. Màu nó sẽ y như thế này nè mấy anh chị ở ngoài nè ha. Rồi em tiếp tục, một em dán cặp mấy anh chị. Màu này là màu đỏ, đỏ cam cam gì đó ha. Đây cái màu nó nhu nhu mấy anh chị ơi, nó không có nổi nha. À, độ mới cao dữ lắm luôn, bảng dây này là 2 phân cứng. Dây là dây dính liền. Có tăng giảm, khoen khóa còn sáng trưng. Em này nó mới dữ lắm luôn. Da sẽ không có bị một cái tì vết gì luôn ha. Gốc này mấy chị coi đẹp nè. Gốc đáy cũng vậy ha. 4 đinh in hiệu ha. Đẹp, thật là đẹp luôn. Da dày. Dòng da này dòng da mộc mấy chị ơi. Da mộc đẹp lắm. Đồ mới như vậy là rất là cao luôn ha. Một ngăn phụ. Mặt trước sẽ là một cái khóa cặp. Rồi cái khóa. Cái khóa nó sẽ có bị trầy khờn rất là nhẹ luôn mấy anh chị ha. Và còn sáng trắng luôn á, đẹp luôn á. Cái trắng của cái trắng trắng bạc á, trắng nhưng mà là dòng trắng mờ. Đây bên trong, ôi em này lót đẹp quá trời luôn nè mấy anh chị ơi. Vải dù ha, sạch đẹp và mới tinh như thế này ha. Lót vải in hiệu hãng. Một ngăn khóa phụ, cái khóa to đùng cũng là cái khóa hiệu luôn ha. Khóa to, trời ơi nó sáng nó mới. Một ngăn này rất là rộng, sâu chưa đến đáy. Đây nè, cái tót hiệu nó đây.
Rồi đẹp dữ lắm luôn. Em này nó mới 95% trên 1.000, 2.000 ha. Rồi da thì dày dặn cứng cáp dữ lắm luôn nè. À, miệng túi không có một vết trầy. Một cái khóa. Ôi đẹp quá. Size là cái size trung nha mấy anh chị ha. Một ngăn phụ khóa nhẹ. Rồi ngăn này sâu đến đáy luôn ha. Cũng vậy không có một vết dơ ha. Đầu khóa cơ cái bảng da này nó cứng ngắt luôn như thế này. Rồi nó mới đẹp. Rồi đây da này mấy chị còn đứng phơm đẹp ha. Màu này giống như màu cà rốt mà. Rồi màu nó sẽ như vậy. Cái màu này đậm đậm, nó không có bị chối nổi. Cao là 20, ngang là 27 năm, dày 6.5. Em bán 420, mã 927. 420, mã là 927. Mới tinh luôn ha. Da thật là đẹp luôn nè, mấy anh chị nhìn cái độ bóng của nó nè ha. Nè nó bóng đẹp ghê luôn. Tiếp tục tiếp theo là một em màu xanh. Em này cái màu nó đẹp ghê nè ha. Lạ lạ mấy anh chị, xanh gì đây. Nó là vậy nè mấy anh chị. Trời ơi đẹp ghê. Cái da em này nó bóng mình ngời luôn ha. Cái da này giống như là có phủ bóng vậy đó. Bản dây này là khoảng 2 phân rưỡi dây bản to. Dây là dây dính liền. Có tăng giảm hay không? Rồi có tăng giảm nè mấy anh chị. Khóa cũng còn được lắm nè ha. Có tăng giảm đeo vai đeo chéo đều được. Dây là dây dính liền. Bản da rất là đẹp. Khoen khóa còn sáng trưng luôn. Còn rất là đẹp luôn. Mặt đầy. À em này là hàng của Mỹ mấy anh chị. Rebecca Core. Ở đây nó có một cái vết trầy khờ ngay chỗ này ha. Đây. Da thì lại đẹp. Rất là bóng luôn. À bên hông sẽ có mỗi một bên là 2 ngăn. Góc được hết nè. Ôi góc gác gì được hết trơn nè ha. Đáy túi. Em thấy da nó rất là đẹp nè. Nó có bị vài vết trầy khờ mặt sau thôi. Miệng túi cũng đẹp. 1 ngăn. À bên trong sẽ là nút hít 500. Ôi nhạy lắm. Đây bên trong lót vải hãng mấy anh chị ơi. Lót vải in hiệu hãng nè. Rồi vải lót nha. Nó sạch trơn luôn ha. Nó mới tinh luôn. Một khóa. Ngăn khóa phụ này cũng sâu chắc 2/3 túi. À ở đây nó là cái miếng test da thôi. Không có thấy hiệu. Hiệu người ta sẽ để bên ngoài. 1 ngăn. Cái miệng túi nó sẽ có bị đậm đậm da mấy anh chị. Cái phần bên trong. Ủa sao lạ vậy. Ở ngoài đây nè mấy anh chị. Thường mình sẽ thấy là ở ngoài nó sẽ không đẹp bằng bên trong. Mà em này ở ngoài lại đẹp hơn. Ở bên trong miệng túi nó lại có bị như vết đậm đậm. Không đẹp. Không mới bằng cái ở ngoài. Rồi một nút hít 500. Rồi ở đây sẽ có một cái ngăn nữa. Nút hít 500. Cũng là cái vải này ha. Cũng đẹp lắm. Hai bên sẽ có 2 ngăn. Dây khóa em này còn rất là đẹp. Da em này nó dày dữ lắm anh chị ơi. Rồi túi thì đầm chắc tay thôi. Không có nặng trĩu nhưng mà em này dòng da dày. Màu nó sẽ như vậy. Độ mới thì em cho 85%. Cao là 25. Ngang miệng là 30. Ngang đáy 22. Dày 13. Em cũng bán 320. Mã là 275. 320. Mã là 275. Rồi tiếp theo. Một em phơm trống, em này là cái màu tím anh chị ha, tím đậm á. Tím này là tím gì đây? À em này chắc chừng 3-4 bộ đồ. À mình chỉ xách tay thôi, không có thiết kế dây đeo. À cái logo hiệu nè, để em coi hiệu gì. Gốc em này sẽ có bị trầy trầy nè mấy anh chị ha. Ở đây nó sẽ có nhạt nhạt da chút xíu. Rồi gốc ở đây lại đẹp nè. À em này dòng da nó xịn nè. Rồi gốc được mấy chị, cái mặt sau lại không có bị luôn ha. Đáy túi, rồi đáy túi thẳng băng luôn. Em này còn đẹp da dữ lắm. Nè, em này độ bóng nó còn cao ghê luôn nè. Rồi dòng da xịn nha mấy anh chị ha. Mình nhìn cái nước bóng của cái da này là thấy là da đẹp rồi nè. Một phát kéo miệng. Rồi có nhẹ tơn. Đây bên trong lót da bi u mấy anh chị ơi. Lót cùng tông nè ha. Rồi nó sạch trơn, nó bóng ngời ngời như thế này. Ở đây sẽ có một cái khóa. Rồi khóa nhẹ tơn ha. Rồi cái ngăn này sâu đến đáy luôn. Cũng là da bi u. Ở đây là có một ngăn nữa, ngăn này nó nhỏ nhỏ thôi. Cái tag hiệu em này là hiệu gì đây? À Lucy, rồi cái gì đi? À Elegant mấy anh chị. À cái này nó khác cái dòng Elegant ngày trước ha. À sạch đẹp hết trơn, đáy túi thẳng băng nè mấy anh chị, đâu vào đấy ha. Rồi em này da xịn sò. Khóa nó nhẹ dữ lắm luôn ha. Khóa là khóa IKK, cái khóa nó sẽ có bị tróc tróc nè mấy anh chị. Dòng da này thì nó sẽ không có dày lắm đâu mấy anh chị ha, nhưng mà phơm lại còn rất là đẹp. Túi nhẹ, thật là nhẹ luôn, độ nhẹ lắm. Khoen khóa em này đây còn được nha mấy anh chị ha. Được thôi, không phải là xuất sắc lắm, nhưng không có bị tróc ha, còn bóng. Dây quai thì em nhìn coi có bị nhạt nhạt cái phần quai này ha. Đây, cái màu nó sẽ có nhạt nhạt. Đây nữa nè ha, dòng da mềm xèo luôn. À mấy cái chỗ này nó còn đẹp da nè. Rồi em này 3-4 bộ đồ thôi. Rồi dễ thương và nó nhẹ. Ở đây sẽ có một ngăn nữa nè bên hông ha. Rồi cũng là lót da bi u.
cao là 24, ngang là 31, dày 8 phân. Em bán là 308, mã là 279. 308 mã 279, hàng của Pháp mấy anh chị. Tiếp theo một em màu cam, em này cũng giống giống như là phân trống vậy ha, nhưng mà em này cái kiểu em này nó duyên dáng lắm. Màu cam phối với lại cái phần da là màu nâu, da dày thật là dày luôn. Rồi khen Pháp còn sáng trưng luôn nè ha. Gốc gì được hết trơn, em này độ mới cao mấy anh chị, da rất là xịn. Bốn cái đinh nè, đáy túi không có một vết dơ ha. Rồi rất là rộng bên trong. Ôi đẹp da lắm, không có lỗi. Để em nhìn kỹ rồi. À ở đây nó sẽ có đậm đậm xíu xíu ngay chỗ này thôi. Em này là mình chỉ sắp tay, dáng em này rất là đẹp nè mấy anh chị ha. Màu nổi, màu này màu cà rốt á. À da này ha, mướt rất là mướt luôn nè. Dày mấy anh chị ha, rất là dày luôn nè. Và dòng da mềm, quen khóa thì còn rất là sáng đẹp rồi. Em này độ mới cao lắm luôn ha, 90% trên luôn. Một khóa kéo, hai đầu khóa. Đây bên trong lót vải coi nó đẹp nè mấy anh chị ơi. Vải này giống như vải gấm vậy ha, đẹp quá trời luôn. Rồi nó mới dữ lắm luôn, mới tinh hà. Một cái khóa, khóa còn sáng trưng. Một ngăn phụ, ngăn này thì nó chừng 2/3 túi thôi. Ở bên đây cũng là một ngăn lớn, một ngăn nhỏ. Cái vải này là vải dù mấy anh chị ơi, nhưng mà nó dày dữ lắm luôn ha. Rồi coi nó mới vậy nè. Rồi em này nó mới, thật là mới luôn. Da xịn sò, dày thật là dày luôn, nhưng mà dòng da là dòng da mềm. À túi cũng đầm chắc tay, không có nặng trĩu. Mình nhìn cái form của em này mấy anh chị, nó rất là gọn ha, nhưng mà bên trong em này nó lại rộng ghê luôn. Cao là 26, ngang là 28, dày 9 phân. Em bé em này là 400, mã là 27F mấy anh chị, 427F. Em tiếp tục. Tiếp theo là một em phơm trống. Em này là hiệu white của Nhật mấy anh chị ha, canvas phối với lại cái dây là màu nâu đậm. Đường viền em này là màu nâu, đường viền không có bị trầy khờn. Canvas thì rất là đẹp nè. Canvas này nó xịn dữ lắm. Ở đây nè mấy anh chị, cái đường viền ở đây nó sẽ có bị đậm chỗ này chút xíu. Rồi ở đây nó sẽ có, à đây nè mấy chị, nó sẽ có một cái vết đậm đây nữa nè. Bốn đinh. Cái màu và khoen khóa của em này là cái màu đồng. Rồi rất là đẹp luôn. Đây là cái tác hiệu. Cái tác hiệu của cái hiệu này luôn luôn là đẹp mấy chị. Cái phần kim loại nó rất là đẹp luôn. À cái dây quai của em này, cái phơm nó còn rất là đẹp luôn. Đứng phơm. À không có ngăn ngoài mấy chị. Hai đầu khóa. Đây bên trong. Lót vải hãng màu nâu ha. Vải dù in hiệu hãng. Đây một ngăn khóa phụ, cái ngăn này thì nó nhỏ nhỏ thôi, nó chừng nửa túi thôi. Một khóa, cái đầu khóa là cái bản da màu nâu, ở bên đây sẽ có một ngăn nữa. À đáy túi thì gọn gàng sạch đẹp nè mấy anh chị ha. Rồi định đáy rồi, thẳng băng luôn ha. Hai đầu khóa, miệng túi rộng rãi lắm. À em này nó cũng rộng cái bên hông nè. Ở bên trong rộng rãi chứa được nhiều đồ. Nhưng mà cái size em này là cái size gọn gọn thôi. À em này thì chắc cũng ba bộ đồ mấy anh chị. Rất là gọn cái form ha. Đẹp ghê luôn, độ mới cao. Cao là 18, ngang là 26, dày 10 phân. Em bé em này là 400, mã 727. Em tiếp tục. Tiếp theo là một em màu xanh đen, da dập vân rắn mấy anh chị. Trời ơi, nó đẹp này ha. À, da dập vân rắn rồi có phủ bóng ha. À, cái chỗ này là da lộn thôi ha. Còn cái bên đây là cái bản da láng này ha. Rồi, độ mới em này được nè mấy anh chị ha. Mình nhìn cái da coi nè, cái màu xanh nó đẹp, thật là đẹp luôn. Nó bóng ha. Đúng rồi nè, gốc anh thấy nó không có trầy khờn gì luôn. Đáy túi thẳng băng luôn ha. Ở cái phần trước là da lộn phủ bóng. Ở đây nó sẽ có một cái ngăn khóa, em này là mình chỉ đeo vai, khoen khóa còn rất là đẹp luôn. Rồi cái kiểu dây em này đẹp quá luôn nè ha. Rồi khóa này mấy chị yêu đẹp dữ lắm luôn, mới tin luôn. Bản dây này là khoảng 2/2 ha. Cái dây này nó cũng dày dặn và nó mướt da đẹp hết nha. Màu này ha còn sáng trưng luôn. Một ngăn khóa mặt sau, ở đây sẽ có một ngăn nữa, cái ngăn này nó nhỏ nhỏ. Một khóa chính, một đầu khóa thôi. Rồi khóa nhẹ lắm anh chị. Đây bên trong lót vải mấy anh chị ha, vải màu nâu à, sạch đẹp nè. Em thấy vải nó còn mới ha, nhưng mà cái vải này nó sẽ mỏng mỏng thôi. Một ngăn phụ, cái ngăn này nó cũng nhỏ nhỏ, nó sâu cho không đến đáy. Rồi khóa thì nhẹ dữ lắm ha. Cái tác hiệu của em này, cái chữ gì đây, Zishen hả, không biết đọc sao cho đúng nè. Đây sẽ có một ngăn lớn, một ngăn nhỏ. À em này là mắc in Korea. Em này độ mới cao, da mềm mấy anh chị ơi. Nè cái túi nó sẽ rũ như vậy nè. Rồi khi mình đeo nó sẽ rũ rũ như vậy nè. Trời ơi coi nó đẹp nè, nó mới nha. Màu xanh đẹp ghê luôn. Em này đeo sang. Cao là 16, ngang là 27, dày 12. Em bán 350, mã 271. 350, mã là 271. Độ mới cao. Tiếp tục. Tiếp theo là một em màu da, màu nút á.
À đây, em này là bảng dây này là hai phân yếu. Rồi dây có tăng giảm ha, khóa là cái khóa hiệu. Rồi em này độ mới nha, ngon lành mấy anh chị. Khóa còn sáng trưng luôn ha, có dập hiệu. Dây là dây zin. Da em này dòng da mềm xèo à. Đây khoen khóa coi nè ha, còn sáng ngời ngời luôn. À em này nè mấy anh chị, cái phơm giấy này giống của hơi mẹt á. Đây. Rồi cái kiểu em này lạ lạ cái chỗ cái phần đáy túi này nó vậy nè. Da mềm xèo, rồi rất là mới nha mấy anh chị, không có đậm nhạt gì ha. Ô đây nè, năm cái đinh. Rồi năm cái đinh này nó sáng như là mới. Rồi em này là như mới nha mấy anh chị ha, mới dữ lắm luôn. Ở đây nó cũng có một cái vết nè, có một xíu chỗ này đậm. Khoan kim loại gì thế sẽ còn sáng ngời ngời luôn nè. Dây này là dây rời mấy anh chị ha. Rồi có tăng giảm, rồi cái khóa của nó nè. Đây nè, coi đẹp vậy ha, có cái hiệu dập ở dưới này nè ha. Sáng trưng luôn, khóa nhỏ nhỏ thôi. À mặt này sẽ có một ngăn, mặt trước sẽ có một cái này là à cái này là có ngăn luôn ha. Rồi một khóa kéo miệng nè, da dòng dai à, xịn lắm. Đây bên trong lót vải kaki, cái vải lót em này nó như chưa sử dụng nha mấy anh chị, nó mới tinh như vậy. Rồi em thấy còn mới cứng vải luôn nè ha, vải dày cui luôn. Rồi cái tách hiệu. À đây sẽ có một ngăn, à cái ngăn này là cái ngăn có cái nút bấm ha. Ở trong em này là còn mới nha mấy chị ha, em thấy còn lối hút ẩm luôn nè. Rồi em này hình như chưa sử dụng. À sẽ không có ngăn nữa. À một ngăn khóa kéo phụ thôi, cái này là cái ngăn khóa chính này ha. Miệng túi như vậy. Bên đây sẽ có một ngăn, à cái này có khóa kéo luôn nè. Rồi sau đến đáy mấy anh chị sạch sẽ. Ở mặt trước nè, đây có một cái khóa. Rồi đây sẽ có một cái ngăn nhỏ nhỏ này mấy anh chị ơi, cũng sâu đến đáy luôn ha, nhưng mà cái miệng túi nó nhỏ nhỏ nhưng mà rộng bên trong ở dưới nè. Trời ơi em này nó đẹp, nó như chưa sử dụng mấy anh chị ơi, dòng da đã lắm luôn. Trời ơi em này da nó đẹp dữ lắm mấy anh chị ha, độ mới cao. À túi thì cầm đầm chắc tay, không có bị nặng tí nào luôn ha. Ở đây nó sẽ có cái này để ấy cái dây lại. Đây phơm giá em này như vậy, đẹp ghê luôn. Độ mới rất là cao, ở đây là cái tách hiệu này mấy anh chị, nó mới tinh như vậy. Khoen khóa ha. Rồi khoen khóa nè, in hiệu hết trơn luôn nè ha, sáng đẹp. Cao là 26, ngang là 37, dày 10 phân. Em bé em này là 370, mã là 27B. 370, mã là 27B. Em này cái màu em này nó sang. Đây, em qua mẫu. Tiếp theo là một em dù phối với lại da, em này là mình chỉ xách tay thôi. Phơm của em này là cái phơm ngang ha, cái này là dù mấy chị, cái dù này đã thật là đã luôn ha. Cái này là cái logo người ta sẽ dập trên cái dù này luôn. Rồi dòng da này dòng da mềm đây. À, đáy túi thì thẳng băng hả ha. Rồi cái góc em sẽ thấy có bị đậm đậm xíu thôi mấy chị, cái góc này ha. À, dòng da này thật là mềm luôn nè mấy chị, cái dây quai này ha, em thấy da nó còn mướt hết trơn nhưng mà đây cái da nó sẽ về nó nhăn nhăn về nè mấy chị, nó mềm á, nhăn nhăn. Ở đây sẽ có một nha, ở bên trong là đâu rồi, hai đầu khóa. Rồi khóa nhẹ tơn. Em này là dù nha mấy anh chị, nhưng mà sao cái em này nó cực kỳ dày dặn luôn nè ha. Nó không có nặng nhưng mà sao cầm cái túi mình cảm thấy nó dày dữ lắm luôn, nó cứng cứng luôn á. Đây bên trong lót da bị u luôn ha. À em thấy sạch trơn luôn nè. Nó mới mấy anh chị ơi, nó mới tinh luôn á. Một khóa phụ. Ngăn này sâu đến đáy luôn ha, và cái ngăn này thì lại bên trong này sẽ có đậm đậm cái góc bên này. Ở dưới đây thì sạch bóng luôn. Một ngăn phụ phá ngon ha. À, em này sao ngay chỗ này sao nó cứng cứng ta. À đây mấy chị, hình như là ngay chỗ này người ta, à cái chỗ này có kim loại hàn chi đây nè ha, cái này là một cái khúc kim loại đây nè. Đây cái phần này là sẽ có kim loại, hình ra mình cầm cái túi ngay chỗ này nó cứng nhắc. À một khóa chính hai đầu khóa ha. Rồi đây nó sẽ có một cái miếng da, một ngăn phụ. Rồi cũng là lót da da bị u này mấy chị, coi sạch đẹp mới nè ha, sâu đến đáy, túi nhẹ lắm. À cái đường viền da ha, em sẽ không thấy trầy khờn da nha mấy anh chị ha. Em này sẽ không có cũ đâu nha mấy anh chị ha, nhưng cái da nó sẽ có nhăn nhăn, nó mềm lắm ha. Đó nè, không có một cái tí trầy khờn nào trên cái đường viền da. Đồ túi nhẹ dữ lắm, vâng nghe. Em này dạng là dày dặn chắc chắn nhưng mà lại rất là nhẹ. Cao là 20, ngang là 35, dày 9 phân. Em bán 330, mã là 27F. 330, mã là 27F. Em này mình sẽ không thấy hiệu nha mấy anh chị ha. Em chỉ thấy cái logo thôi ha, em không thấy hiệu, không biết hiệu gì. Tiếp theo là một em phơm hến. Em này hiệu xịn sò Goldfield của Đức mấy anh chị ha.
À, phơm hết, em này da rất là xịn luôn. Ở đây nó có cái logo là cái hình mũi tên nha. Đây mấy chị, của cái hiệu này ha, là Goldfield. Rồi cái phần kim loại em này nó còn rất là đẹp luôn nè ha, còn vàng đẹp dữ lắm. Khoen khóa em này thì em cho là được mấy anh chị ha, không phải là cái sáng trưng nhưng mà không có bị tróc màu ha, nhưng mà sẽ có bị mờ mờ xíu. Rồi dập hiệu trên này, phơm hến cái size rất là gọn luôn, da xịn dữ lắm luôn, gốc sẽ không có bị khờn, không có bị trầy gốc luôn. Đấy túi, à da ở đây là mặt này em sẽ thấy có một cái vết khờn rất là nhẹ ngay chỗ này thôi ha. Ngoài vết này ra cái túi sẽ không có bị nào nữa hết trơn mấy anh chị ơi. À, nó sẽ có nhăn nhăn à, trên cái này ha thì có, nhưng không có bị lỗi da, láng mướt hết trơn. Và mấy anh chị rờ cái túi đã dữ lắm luôn, dòng da nó sẽ dày và nó láng thật là láng luôn ha. Quai dây này ha, đẹp hết trơn luôn, mướt hết, phơm hến nè, gọn gọn xinh xinh. À, một đầu khóa sẽ không có ngăn ngoài, rồi khóa nó nhẹ dữ lắm. Đây bên trong lót vải màu nâu, lót vải hãng anh chị ha, rồi rất là đẹp luôn nè, vải kaki nó dày cui luôn, rất là sạch. Em này giống như là chưa sử dụng bên trong anh chị, nó sẽ không có một cái vết gì luôn, chỉ một cái khóa thôi, không có ngăn phụ, một khóa kéo vải kaki. Cái ngăn phụ này rất là rộng luôn nè ha, sâu đến đáy, khóa ngon nha mấy anh chị ha. Rồi cái tag hiệu của em này ở đây là để là Goldfield, rồi handmade in Germany mấy anh chị, sạch sẽ nè. À đây mấy chị, cái túi rất là gọn nhưng mà bên trong này nó rất là rộng rãi. Rồi em này nó đẹp và nó xịn, cái size cũng là cái size đẹp đó nè, nó rất là gọn cái túi luôn nè. Rồi da xịn sò, hàng của Đức, hiệu của Đức. À cao là 21, ngang là 29, dày 7 phân. Em bé em này 400, mã là 27H, 400 mã là 27H. Em qua mẫu, một em màu đen, em này là dây dài, có thể đeo vai đeo chéo đều được, có tăng giảm ha. Khoen khóa còn rất là sáng, em này cái dòng da nó rất là đẹp nè, em thấy độ bóng nó còn rất là cao, dòng da mềm thôi. Ở đây nó sẽ có một cái nắp mặt trước, mặt sau sẽ không có ngăn. À, đáy túi gì thấy được hết trơn này ha, gốc không có bị trầy khờ, da bóng lưỡng luôn. Ở đây nó có một cái khoen hả, rồi đây mới chỉ cái khoen kiểu này ha, nó còn rất là sáng luôn nè. Rồi khoen khóa đây còn sáng ngời ngời luôn, độ mới cao bên hông, rồi không có lỗi da tí nào luôn, size là cái size trung. Bên trong nè, một cái nắp có nút hít. Đây bên trong lớp vải dù màu đen rất là sạch sẽ bên trong nè ha. Đây là cái vải lót nè mấy chị, ở trên này là miếng da ha, ở đây là sẽ có một ngăn phụ, ở đây sẽ có một ngăn nữa, ở bên đây là một ngăn lớn một ngăn nhỏ. Em thấy vải lót rất là sạch, khóa đồng bộ hết trơn, rồi khóa ngon lành ha. Ở đây sẽ có cái hiệu hả, rồi cái hiệu mấy chị ơi, nhưng mà em nhìn không có được cái chữ gì đây ta, rồi khó nhìn dữ lắm luôn ha, để lát nhìn kỹ lại. À bên trong rất là sạch luôn, ở đây sẽ có một ngăn nữa, đây ngăn này cũng rất là rộng. Em này lót không có một vết dơ nha, độ mới rất là cao, dòng da mềm xèo. À đây nè mấy chị, da nó như vậy nè, rồi nó bóng thật là bóng luôn. À túi đầm chắc tay, cao là 21, ngang là 26, dày 8 phân. Em bán là 320, mã 827, 320, mã 827, độ mới cao. Em qua mẫu, tiếp theo là một em màu nâu, dòng da mọc mấy anh chị ha. Em này là mình đeo vai đeo chéo đều được, bản dây là dây dính liền, dây là khoảng 2 phân, có tăng giảm ha. Khoen khóa là cái màu đồng, màu đồng nhìn nó cổ cổ như thế này. Rồi đây nè mấy chị, khoen nó như vậy ha. Em này là dòng da mọc, da còn bóng và mướt da ha. Cái phơm em này nè mấy chị, cái da nó còn thẳng thẳng băng luôn ha, may chỉ nổi gốc ngay chỗ này, em không thấy khờn da nhưng mà cái màu em sẽ thấy nó nhạt nhạt màu hơn tí xíu. Rồi đáy túi cỏ đẹp vậy nè ha, da nó thẳng băng luôn. Rồi đây mấy chị, đúng rồi, ở bên đây nè ha, em sẽ cảm thấy cái dòng da ở đây nó sẽ bị nhạt nhạt da hay sao, nhưng mà mình cạo rờ thì nó láng hết nha. Đây nè ha, dòng da này đẹp ghê luôn nè, khóa cũng là cái khóa hiệu nè ha, khóa thật là đẹp luôn, mướt. Ngăn phụ lót da bu màu nâu đậm, rồi cái ngăn này rất là rộng nè, bên trong là có một cái nắp. Đây bên trong lót da bu sạch sẽ, em này nó rất là gọn gàng sạch sẽ bên trong luôn, một khóa phụ, ngăn này sâu đến đáy luôn nè. Ô vải lót đẹp lắm anh chị ơi, da bu nha. À khóa kéo ngon lành hết trơn. À, không có bị trầy khờn, không có bị đậm nhạt gì hết trơn da ha. Đây nè mấy chị, cái miệng túi nè ha, với lại ngoài này em thấy da nó sẽ có hơi khác biệt chút xíu, là ở trong đây nó sẽ bóng hơn thôi, ở ngoài nó sẽ không bóng bằng thôi, ngoài ra em thấy nó sạch sẽ. Rồi cái nắp đây, ở đây nó sẽ có bị gì đây,
À không phải mấy chị, hình như nó có khờn khờn chỗ này chút xíu phải. À không phải, là cái da ở ngoài ấy, mình thấy cái màu nó vàng vàng, độ mới cao. Đây phơm nó còn đẹp như vậy ha, da còn thẳng băng luôn á. À, túi rất là nhẹ. Cao là 20, ngang miệng là 27, ngang đáy là 29, dày 7.5. Em bán là 330, mã là 27 ơn. 330, mã là 27 ơn. Rồi em qua mẫu. Tiếp theo là một em này là cái màu xám anh chị ha, xám mà xám đậm đậm á. À, phơm nó sẽ giống giống như phơm trống vậy đó. À, rộng rãi lắm nè. À, da dập vân xấu ha. Rồi em này đó còn mới nha mấy anh chị ha, khoen khóa gì em thấy nó còn sáng ngời ngời nè, in hiệu hết trơn nè, xách tay thôi không có thiết kế gì đeo. Rồi qua dây thì còn mướt rượt luôn nè ha, màu sẽ không có bị đậm nhạt luôn, đây còn rất là sáng luôn. Gốc đấy, gốc sẽ có bị đậm gốc mấy anh chị ơi, nè ngay chỗ này á, gốc này nó sẽ không có điều màu chỗ này. Đấy túi thì lại rất là đẹp luôn nè, thẳng băng luôn ha. Rồi da đẹp mấy anh chị ơi, khoen khóa này ha, khóa kéo này coi vàng ánh nè, đẹp lắm. Ở bên trong xách tay thôi không thiết kế dây đeo, khóa kéo cực kỳ nhẹ. Ở bên trong là lót vải dù màu hồng ha, đáy túi sẽ có mấy anh chị vết mực này ha, đây màu xanh xanh chỗ này màu hồng. Đáy túi thì định đáy rồi, thẳng đẹp ghê, gọn hơ. Một khóa khóa cũng là cái khóa màu hồng hồng này. Một ngăn phụ sâu chưa đến đáy. Ở đây có cái tết hiệu, à em này là Fachi New York mấy anh chị ơi, hiệu này của Mỹ ha, cái hiệu này cũng quen lắm á. Rồi khóa kép cực kỳ nhẹ luôn. Ở bên đây là một ngăn, hai ngăn vải dù ha. À, vải lót sẽ có bị đậm đậm phần đáy túi, nhưng mà còn được dữ lắm. Khóa nó cực kỳ nhẹ luôn nha mấy anh chị. Đây nè, coi cái khóa hiệu mà đẹp vậy. Hai cái khóa này nó còn vàng ánh luôn, nó mới tinh luôn á. Rồi to đùng luôn. À, túi rất là nhẹ luôn nha. Hiệu này cũng là một cái thương hiệu quen nè mấy anh chị, của Mỹ. À, cao là 19, ngang là 30, dày 11. Em bán 350, mã là 27X. 350, mã 27X. Một em hàng của Mỹ. À, và rồi, à, video của em đến đây thưa mấy cô chú anh chị. À, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Em xin cảm ơn và em xin chào.